Chị Kim xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em biết chị vừa đi đâu về không? Chị vừa đi nhận siêu wonder. Thôi chị vui quá. Hôm nay nha, chị Kim nhận được 3 thùng hàng. Một cái thùng hàng rất là khổng lồ. Cái thùng hàng đó các em biết là chị để làm gì không? Đó là chị sẽ để dành cho sự kiện vào ngày 27 tháng 5. Trong đó có chứa rất là nhiều thứ hay ho và nhiều quà tặng hấp dẫn. Các em nhớ tới tham gia với chị nhé. Thùng thứ hai này đó chính là thùng siêu wonder. Cái thùng này là 23kg. Chị Kim sẽ để dành cho đợt restock vào cuối tuần này. Và thùng cuối cùng đó chính là thùng hương liệu. Có rất là nhiều em nhắn tin cho chị hỏi là tại sao mà từ đợt restock lần đầu tiên tới bây giờ đã hơn một tháng rồi mà chị không có cái restock nào. Thực sự là chị mong các em thông cảm cho chị. Cái đợt restock đầu tiên á, chị rất là bất ngờ, chị không ngờ là cái số lượng mua hàng nó lại quá lớn như vậy, quá sức tưởng tượng của chị luôn. Cho nên là ngay sau đó chị Cà Chua đã đặt gần 100kg Snow Wonder từ bên Mỹ về. Tuy nhiên là như các em cũng đã biết đó, cái số lượng như vậy thì nó quá lớn. Và hiện nay hải quan á, thì người ta làm khá là gắt gao, kiểm định rất là gắt gao. Cho nên là hơn một tháng trời rồi chị Cà Chua mới nhận được hàng của mình đó. Hôm nay chị nhận được cho nên là chị quay video lại cho chúng ta cùng xem luôn. Thực sự chị rất là hồi hộp luôn. Và cũng có nhiều em bảo là chị ơi, không nhất thiết là phải làm slam Snow Wonder gì đó. Nếu mà không có thì chúng ta cũng, chị hãy làm những cái loại slam khác, ví dụ như slam basic hoặc là slam soft hoặc là slam trong. Thực sự là tiết lộ với các em là chị Cà Chua và anh Cà Chua làm rất là nhiều để thử nghiệm đó và để chơi thử nữa. Khi nào mà chị cảm thấy thật là hài lòng thì chị mới dám bán cho các em. Và trong sự kiện ngày 27 tháng 5 thì chị Cà Chua quyết định là sẽ bán thật là nhiều loại cho chúng ta cùng đến để xem nhé. Thôi bây giờ chị hồi hộp quá, chị muốn khui ngay cái thùng này ra luôn để chị xem là bên trong nó sẽ như thế nào và cho các em xem luôn. Rồi. Các em thấy không? Tại vì vận chuyển thời gian quá là lâu cho nên cái thùng của chị nó hơi te tua một tí. Nhưng mà nhận được hàng là vui rồi các em ạ. Đây là cái tờ giấy phiếu mua hàng của bên Snow Wonder gửi cho mình. Đó, những cái thông tin. Đã quá. Rồi, chị cho các em xem nè. Rất là nặng luôn á. Một bịch như thế này là 11 kg rưỡi. Tại vì một cái thùng như thế này là 23 kg. Quá rất là cẩn thận luôn đó các em ạ. Bên trong này còn chia những bịch nhỏ như thế này nữa nè. Đã không? Đã quá. Hình như là hai cái bịch này nó to hơn hai cái bịch này. Đúng rồi. Thích quá à. Snow Wonder thì chị đã có nhiều video làm rồi, chắc hẳn các em không còn xa lạ đúng không? Có nhiều em hỏi chị là cái slam mây của chị làm từ gì thì chị Cần Chua trả lời luôn là làm hoàn toàn 100% từ Snow Wonder, tại vì chị rất là thích. Và chị đã mua được rất là nhiều đây rồi. Và lần trước chị có làm một cái video làm cloud từ cái tuyết mịn mua từ chị Loan Nguyễn á, thì theo chị Cà Chua thì đó cũng là một cái giải pháp rất là tốt. Nếu như mà chúng ta không mua được Snow Wonder giống như chị để làm thì chúng ta dùng tuyết mịn làm cũng rất là đẹp đó. Nhiều quá. Rồi, chị Cà Chua thông báo với các em một tin là cuối tuần này thì chị Cà Chua sẽ làm 2.000 hũ slam để cho cái đợt restock này. Và nếu như những bạn nào mà chưa mua được trong đợt restock này thì có thể đến vào sự kiện của chị ngày 27 tháng 5 tháng này nè các em. Ở đó sẽ có rất là nhiều cho chúng ta mua nhé. Rồi, nãy giờ mãi nói chị quên mất cái thùng tiết hoa này. Cái này cũng là một cái mà chị Cà Chua rất là mong chờ luôn. Bây giờ mình khui ra luôn nha. Các em biết đây là gì không? Đây là thùng tí hon nhưng mà nó có vỏ đó các em. Đây là thùng hương liệu chị Cà Chua mua trực tiếp từ Mỹ luôn.
Tờ giấy gì đây ta? À, đây là tờ giấy những cái hương liệu mà chị đã mua và cái giá tiền. Chị sẽ cho các em xem luôn. Các em xem nè, mùi hương chị mua là thuộc cái hãng Justsen. Đây là một mùi hương rất là cao cấp mà thường là các nhà hàng khách sạn 5 sao ở Việt Nam hay dùng để bỏ vào thực phẩm đó các em. Tuy nhiên là vì chị thích quá cho nên là chị mua luôn. Ở đây thì đợt hàng này á là chị chỉ về được có 4 mùi thôi. Những cái mùi sau thì sẽ về trong những cái đơn hàng tiếp theo. Đây là tổng tiền, đây là chỉ có tiền hàng thôi. Mỗi chai như vậy là chỉ có nửa lít thôi các em ạ, chứ không có nhiều. Rồi, tên này. Tuy nhiên là khi mà ship về Việt Nam thì chị Cà Chua cần đóng rất là nhiều thứ. Và cuối cùng tổng lại cái tiền cần đóng là 2.828.000. Mà chị được có 4 cái như thế này là được có 2 lít thôi các em ạ. Ôi vậy chị chia ra là 1 lít là hơn 1.400.000 lận. Và đây là một trong những chai mùi của chúng ta này các em. Ở đây thì chị chỉ mới có 4 mùi thôi, những mùi khác đang trên đường về nha các em. Thực sự thì chị Gà Chua biết rằng nhập những cái mùi này giá nó rất là cao. Tuy nhiên chị muốn là sam của mình thật là thơm và thật là an toàn, cho nên là chị quyết định nhập cái mùi này. Và nếu như bạn nào mà thường theo dõi những cái slammer nổi tiếng ở Mỹ á, thì người ta cũng dùng những cái mùi hương như thế này đó các em, của cái hãng này luôn á. Chị đã khui hai thùng hàng để giới thiệu cho chúng ta rồi đúng không? Một thùng hàng vừa và một thùng hàng tí hơn. Còn mấy cái thùng hàng khổng lồ còn hấp dẫn hơn rất là nhiều, chị sẽ tiết lộ sau nha. Có nhiều em thắc mắc là tại sao chị có cái khu mà làm để cái nguyên liệu làm sao nhiều như vậy mà chị không quay. Thực ra chị muốn quay lắm chứ. Nhưng mà do là bây giờ chị mới sắp hết thời gian để quay. Cũng thực ra là trong video của chị Vani á, chị Vani cũng đã quay sơ sơ rồi. Hôm nay chị Cà Chua sẽ bổ sung thêm những cái nguyên liệu và quay cho chúng ta chi tiết hơn nhé. Rồi, đi lại kia nha. Đây này các em. Có rất là nhiều đúng không? Cái đầu tiên mà chị muốn nói với các em đó chính là Dyson Clay. Cái này là chị mua 50 hộp mà chỉ toàn màu trắng thôi. Lý do là chị muốn là lúc mà mình làm xong mình thích pha màu gì thì mình sẽ cho màu thực phẩm vào. Như các em cũng đã biết đó, ở Việt Nam đó, rất là khó mua một lúc nhiều màu trắng như thế này. Cho nên là chị Gà Chua là nhập trực tiếp từ Nhật Bản luôn. Phía sau này sẽ là xốp. Ý, cái này là cái loại mà hoa tuyết mới nhất hiện nay đó các em, lấp lánh lấp lánh. Rồi pom pom hạt nhỏ. Còn mấy cái này là những cái để làm sao mật ong. Bên này là xốp to, chị thích những cái xốp khổng lồ này ghê luôn á. Còn cái này là bắp nổ, đang rất là hot ha. Cái này là các em biết gì không, cái này là cái đầu này là bút nè, còn cái đầu này là để chơi slam. Chị Gà Chua chuẩn bị cái này để cho tặng mini game 700.000 người đăng ký sắp tới. Tiếp theo, hai cái loại kim tuyến mới nhất. Chị Gà Chua có rất là nhiều kim tuyến rồi nhưng mà chị mới mua được hai loại này, chị thích quá cho nên chị để lên đây luôn, lấp lánh chiếu chiếu. Còn phía bên này các em thấy này, đây là tất tần tật những cái loại cốm mới nhất hiện nay trên thị trường đó các em, chị mua hết luôn. Còn cái này, một cái mà chị vô cùng ấn tượng đó là kim tuyến giấy. Ở đây thì chị có 7 màu, mỗi màu chị mua 2 bịch. Còn khu vực đằng sau này, à đây, rất là nhiều lotion. Chị mua nhiều lắm nhưng mà chị chỉ bày được lên như đây thôi. Lotion là một nguyên liệu vô cùng quan trọng trong lúc mình làm slam để cho slam của mình là mềm mịn hơn. Còn phía sau này là những cái hũ slam của các shop nổi tiếng khác ha. Chị Gà Chua để đây để làm một cái video. Thôi chị sẽ tiết lộ sau những video sắp tới, các em nhớ xem nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cái ngăn tủ. Đây là những cái ngăn tủ mà chị đựng cũng không có theo thứ tự gì cả các em ạ. Chị muốn đựng cái gì thì chị sẽ đựng cái đấy. Đây là màu Mỹ. Đây là mùi Thái. Rồi, bên dưới này sẽ là những cái charm. À, charm công chúa. Nhiều quá, rất là xinh luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Bên này lại là những cái trái cây cắt lát đó các em. Rất là nhiều. Bên này là fishbowl đủ màu. Bên này là hiệp sĩ heo. Trái cây. Ngựa thần. Còn cái này cái biết gì không? Đây là một cái charm khủng long. Từ là cái này là của bé Cà Chua, bé bốc lộn xộn để chơi á. Cái này là hai bịch cốm thì là bự. Và những cái linh tinh khác. Có cả hạt nở nè. Hạt nở khổng lồ, hạt nở tí hon, hạt nở Nhật Bản, rồi hạt nở Mỹ. Còn dưới này, chị Cà Chua cũng sẽ để những cái món khác như này. Đây là kim tuyến, ngày xưa mà chị hay làm. Kim tuyến tặng nè. Đó, các em có thể xem.
Còn cái này là đất sét nhiều màu. Tạc tạc. Còn cái này mà chị quên giới thiệu với các em, ở đây là chị có một cái hộp rất là nhiều trong đủ các thể loại luôn. Hôm mà chị đi xuống nhà chị Loan Nguyễn á, những cái loại nào mà mới, hot và đẹp và thích là chị mua hết luôn. Ý, có công chúa. Ôi nhiều công chúa lắm các em ạ. Đó, chị thấy có rất là nhiều công chúa, quá trời luôn. Hôm nay chị và chú đã giới thiệu với các em rất là nhiều đồ mà chị có rồi đúng không? Chị đang nhớ lại món này. Chị có thể ôm hai món này để đi ngủ đó các em ạ. Thực ra là mấy bữa nay á, có nhiều em hỏi là chị bị ốm hả, hay giọng chị nó khác ngày bình thường. Chị và chú có một chuyện rất là buồn. Chị buồn tới nỗi mà chị ốm luôn đó các em ạ. Nhưng mà chị quyết định là chưa có nói cho các em biết, tại vì chị sợ các em cũng buồn theo á, thì chị cũng sẽ không có vui. Thì những ngày sau thì nếu mà chị lấy lại tinh thần rồi thì chị sẽ quay một cái video nói lý do tại sao ha. Rồi bây giờ chị sẽ đi làm slam để giải tỏa căng thẳng và chuẩn bị cho kỳ restock vào cuối tuần này. Và các em ơi, nếu như các em thích video này thì nhớ bấm like để tặng cho chị nhé. Và bấm vào nút đăng ký nếu bạn nào chưa đăng ký. Và nếu có thể thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem cho vui. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.